Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Ngọc Diễm đây. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm một clip cực kỳ đặc biệt nha mọi người. Đó chính là clip review về những vật phẩm, những cái đồ mà cực kỳ là hiếm, cực kỳ là cổ. Ghê chưa? Mà bất kể game thủ nào cũng muốn có được nha mọi người. Đó, thì ok, trước khi vào clip ngày hôm nay, mình xin thông báo là hôm trước mình đã tặng 40 phần quà cho 40 bạn mà mình đã chọn ra những bạn đấy để like video của mình ấy. Ok. Mình đã chọn ra rồi, những bạn đấy là những bạn đã được tặng quà đấy nha. Và hôm nay tiếp tục nha, mình sẽ chọn ra 50 bạn nào đăng ký kênh của mình, đăng ký kênh và like nha mọi người. Cả đăng ký kênh và like, mình sẽ chọn trong đấy 50 bạn may mắn nhất để mình tặng cho mỗi bạn 5.000 kim cương nha mọi người. Ok, không chần chừ gì lâu la nữa, chúng mình cùng vào ngay clip ngày hôm nay nào. Ok luôn. A few moments later. Ok, đầu tiên phải kể đến đó chính là thẻ vô cực mùa 1 nha mọi người. Đấy, đây chính là giao diện của cái mùa đầu tiên, đó chính là mùa 1 đấy mọi người. Ở mức 35 huy hiệu chúng ta nhận được 200 vàng này. Mức 25 chứ. Mức 20 chúng ta sẽ nhận được một cái hòm xác, mình nghĩ đây là hòm xác mọi người ạ. Rồi tiếp theo là một cái đôi giày nữ. Đây là cái đôi giày của nhân vật nữ nha mọi người. À, nhân vật nam chứ. Rồi ok. Tiếp theo một cái ba lô màu hồng. Ui đẹp vách trưởng các bạn ạ. Ba lô màu hồng này đẹp thế. Được của nó. Rồi ok. Tiếp theo ở mức 55 huy hiệu. 55 huy hiệu là chúng ta sẽ nhận được một cái quần nam nha mọi người. Cái quần nam này nice. Ai cũng muốn có. Trời ơi, ai cũng muốn có luôn. Thật sự là như thế, ai cũng thích nó luôn. Cả bộ luôn chứ không phải độc cái quần đâu nha. Hồng bé ơi. Đấy, nhìn nó đẹp thế mà nhìn ngầu vãi. Rồi ok, tiếp theo là một cái mặt nạ. Riêng về cái mặt nạ này thì đúng là bất kể ai chơi game Free Fire cũng đều muốn có nha mọi người. Rồi cái áo ở mức 90 huy hiệu chúng ta sẽ nhận được một cái áo này. Rồi tiếp theo cái cái áo này. Cái ba lô này là mình hình như là nhớ là ai ta? Ruốc đúng không mọi người? Ruốc đã đeo cái ba lô này. Đó, tiếp theo lại là một cái hòm xác nữa. Mình không biết đây là hòm xác hay là cái hộp gì, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi kệ đi. Ok à? Rồi ok, là cái mặt nạ này. Mặt nạ mình thích cực kỳ luôn đấy mọi người. Mình thích cái mặt nạ ấy lắm. Đấy, tiếp theo là một cái áo. Lại là một cái áo thôi. Rồi đến mức 175 huy hiệu là chúng ta sẽ thấy được có một cái bộ lữ nha mọi người. Rồi tiếp tục là mùa 2. Đấy, mùa 2 này chúng ta cũng tầm 200 huy hiệu ấy, là chúng ta cũng nhận được hết tất cả bộ lữ lẫn bộ lam nha mọi người. Đấy, các bạn thấy có đẹp không? Cực kỳ đẹp, cực kỳ là ngầu luôn. Không nuốt được trôi thôi. Nhìn nó chất chát luôn. Thì mình nghĩ là theo những cái hiểu biết của mình ấy, và cái mình tìm hiểu thông tin ấy, thì mùa 2 này thì không được hot cho lắm, cho đến khi mà có một cái game thủ nào đấy chơi bán giải và anh ta bán rất hay, trận nào cũng thắng. Cho nên là bộ này dần được chú ý nha, và dần dần được nhiều người săn đón. Và đặc biệt là những cái bộ đồ thẻ vô cực này ấy, sẽ không bao giờ ra lại nữa. Nên là nó sẽ rất chi là hiếm, nó hiếm đến cái thứ lỗi mà có tiền bỏ ra cũng không mua được luôn. Đéo tin. Trừ khi là các bạn mua nick nha. Trừ khi các bạn mua nick, mình nói trừ khi các bạn mua nick. Sao mà đó được. Dạ. Đấy, cho nên là mình chỉ muốn nói là nó cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, hiếm thế này mà các bạn xem clip các bạn không like cho mình thì mình hơi bị buồn đấy nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Like đi cho mình vui, cho mình lấy động lực làm thêm nhiều clip cho anh em xem đúng không? Và cái bộ đồ thẻo cực mùa 2 này có tên là hip hop nha mọi người. Nhìn nó cực kỳ giống dân chơi đúng không? Ok, tiếp theo đó chính là siêu đạo trích nha mọi người. Đó, siêu đạo trích thì là có 4 màu xanh, đỏ, tím, vàng. Và gần đây cũng mới ra màu xanh lá cây đúng không mọi người? Đấy, mình cũng sở hữu bộ màu xanh lá cây luôn. Đến rồi, bốc phét ít thôi. À, và theo như mình được biết là bộ này là một trong những bộ gọi là đẹp nhất trong các mùa xưởng chế tác luôn. Đấy, mà khi mà các bạn chơi cái bộ này đúng không, các bạn đi theo team ấy, mỗi người mặc một màu ấy, nhìn nó cực kỳ chất chát luôn. Hợp lý. Đúng không? Đấy, quá tuyệt vời luôn, nhìn ngầu thế này cơ mà. Nhìn màu mè. Thực ra ấy, nó cũng đơn giản, nhưng mà với những cái mặt nạ ấy, làm cho nó trở lên thống trị, làm cho nó trở nên hống hách hơn. Cho nên là
được rất chi là nhiều những bạn game thủ yêu quý và muốn có được. Mày câm mồm đi. Và bây giờ đến nay đã là 2 năm, 3 năm rồi mình chưa thấy nó ra lại. Và mình cũng rất mong Garena ra lại bộ này để chúng ta cùng sở hữu, đúng không mọi người? Ok, tiếp theo chính là bom keo lùn nha mọi người. Quả bom keo này thì theo như mình thấy là đã 2 năm rồi chưa thấy ra lại. Nó mới ra lại một lần thôi nha mọi người. Đó, các bạn thấy quả bom keo này nó có đẹp không? Quá là đẹp luôn không? Nhìn nó kiểu cảm giác nó lùn nhưng mà nó lại không phế các bạn ạ. Nhìn kiểu dành cho quả bom keo này, dành cho những cái bạn mà hay đi neo tường, neo cây, neo các kiểu. Nói chung là dành cho các bạn hay đi neo trèo. Đấy, nhìn nó kiểu vừa ma quái nó lại còn lùn lùn. Đấy, nhìn nó mê hết cả người luôn ấy. Đẹp không thể tả được. Ok, bạn nào mà thấy đẹp thì nhớ bấm cho mình một like nhá. May là có một đoạn clip của anh Nam Lầy cho nên là mình có thể review cho mọi người xem được nhá. Thì đây là một đoạn mình cắt ở trong clip của anh Nam Lầy mọi người. Đấy, đây thì anh ấy đang neo lên trên cái lóc thung lũng, mọi người thấy không? Nhìn cái map này thì các bạn biết là rất từ rất là xưa rồi, đúng không mọi người? Đấy, nên là cái quả bom keo này hồi đấy rất là hot. Có một hồi mà mình chưa chơi Free Fire cơ nhưng mà nó đã hot, rất là hot luôn. Mình nghe kể rất là nhiều là neo trèo rồi các thứ. Nhiều bạn còn dùng cái quả bom keo này đi bắt luôn ấy. Các bạn không nên làm như thế đâu nhá. Các bạn chỉ dùng để neo trèo để tấn công địch thôi nhá. Rồi ok, anh ấy đã neo lên trên nóc rồi mọi người ạ. Wow, quá tuyệt vời đúng không? Các bạn đứng ở trên này mà ngắm xuống bắn thì á, không thằng nào trụ được luôn. Không thằng nào bắn được lên trên này đâu, đúng không anh em? Rồi ok, tiếp theo mình sẽ review tiếp một cái khẩu súng mà cũng gọi là hiếm luôn nha mọi người. Đó chính là khẩu súng Ruby. Ruby nha mọi người. Các bạn biết khẩu súng UMP Ruby không? Đấy, mình không nhầm ấy thì cái hồi này nó ra cái khẩu súng này là nó không ra, nó không mở bán đâu nha. À, thử hồi đấy là chơi zombie, mọi người biết cái chế độ zombie không? Sau đấy bắn zombie và ta sẽ thu thập những huy hiệu rồi ta đổi súng. Chứ nó không mở bán nha mọi người. Nó chỉ đổi súng thôi. Từ gần đây ấy, thì xem những cái link mở ra không bao giờ có những khẩu súng này luôn. Không bao giờ có và nó không bao giờ bán lại luôn. Theo như mình nghĩ là như thế. Bởi vì chính bản thân mình còn không có được khẩu súng này mà trong đó mình đã chơi được 2 đến 3 năm rồi mà còn không có nha mọi người. Thì khẩu súng này theo như mình biết ấy, nó đã ra từ những cái mùa đầu ấy, chế độ zombie nó ra xong ấy đổi ngay từ những mùa đầu. Cho nên là chỉ có những game thủ mùa đầu mới có được nó thôi. Còn bây giờ nó là một sản phẩm cực kỳ là hiếm. Và đây các bạn thử xem thẻ cục mùa 2 vào súng UMP Ruby bắn xem nó có cháy không nha mọi người. Đấy, xem nó có cháy cỡ nào không mà nhiều game thủ muốn có được mà không có được đâu nha. Đấy, hết sọt luôn. Cháy chưa mọi người? Quá cháy chứ còn gì nữa đúng không nào? Mình nói khán có cố họng rồi mà các bạn không like để cho mình được cốc nước thì mình buồn lắm ấy. Ok, thế là clip của mình đến đây là hết rồi nha.